À nhóm mọi người, lại là mình bằng Yolo đây. Thì mình mới bắt được con ếch Panama nữa mọi người. Là ở trong clip trước mọi người mình khoe với lại Gigi với Wimpy á, là mình bắt được Panama mọi người. Nhưng mà mình bị quê cái là người ta có duyên mạng đúng mọi người. Nè nè nè, hai người nè, có không? Có không? Mới bắt được nè. Có con này không? Thì hôm nay á, mình sẽ quyết định đi khoe với thành viên còn lại trong bao team với mọi người. Đó là Paddy. Em mình biết á, thì Paddy chưa có Panama dương miệng mọi người. Hình như là chỉ có Panama thường thôi. Rồi bây giờ mình chưa có khoe quá nha mọi người nha. Thì mình định vô khoe á, thì ông cầm sẵn trong tay con Panama dương miệng mọi người. Hình như là ông biết ý của mình hay sao á, hay là ông mới vừa bắt được á. Mình quê luôn mọi người ơi, mình quê xệ luôn, mình quê mình nằm luôn. Cái mình chạy qua đây á, mình gặp bà này khoe con Panama bình thường nè. Cái mình cười bả, cười ha ha, không có báo móc ra con Panama dương miệng. Cái mình lại quê tiếp. Thì là tính ra là có mình, tôi có dư có Panama đương dương miệng luôn á. Ủa sao vậy? Ủa alo, gì vậy? Tôi nhất quyết tôi phải được Panama dương miệng nha mọi người. Thì tôi lên trên tháng á mọi người, thì tôi gặp được con Panama như này mọi người ơi. Thì đây là lần đầu tiên tôi gặp được con Panama trên thác này nha mọi người. Thì bây giờ mình cùng bắt nó nha. Thì nghe danh là trong giang hồ đồn lâu lắm rồi là ở đây có Panama, nhưng mà tôi chưa thấy bao giờ luôn. Tôi đi lần đầu tiên tôi thấy luôn mọi người. Khá là hên luôn á. Từ từ chậm rãi thôi nha, không biết là có bắt được không đây nè. Bắt hụt một cái rồi hô rồi luôn. Lỡ mà con này dương miệng như là xong luôn á. Tập trung tí thôi. Ok á. Rồi xa xong lại nhảy lại chặn tôi vậy. Xa xa ra ông ơi. Ok á. Lại đây nè bé ơi, dương miệng nha. Ok. Đúng rồi, ở yên đó nghe, ở yên đó. Ok, sao nhảy nữa vậy, ở yên đó nè. Đừng có nhảy nữa. Lại đây nè. Trời ơi, không có dương miệng mọi người ơi. Chỉ là người ta đồn trên này là có dương miệng không là chưa chính xác nha mọi người. Chưa chính xác. Ê thì tôi vừa dùng chiến thuật đổi map trong combin mọi người. Thì tôi vừa đổi map, tôi vừa vô lại thì tôi gặp liền luôn mọi người. Đây là một bé Panama nữa nha. Mong là dân miệng nha, chứ tôi mệt lắm rồi đó. Tôi khá là quê với nhiều người đó nha. Dân miệng. Dân miệng nha. Ở kìa, không phải dân miệng à. 59mm cũng được. Ôi. Thì tiếp theo là buổi tối hôm đó. Thì buổi tối thì không thể nào mình bỏ qua những con mập địch luôn nha mọi người. Những con này rất là dễ ra luôn và rất là dễ bắt luôn mọi người, nên không thể nào mình bỏ qua được nha. Thì đây là mình gặp được một con mập địch trong đêm đầu tiên nha mọi người. Wow. Ngon đấy. Hốt liền với bệnh gì cử. 345mm. Ôi, nó dài hơn cái con mà đợt trước tôi chơi so với team luôn đó ta. Con này dài dữ hả? Kỷ lục mới luôn á nha. Đỉnh dữ gì sao. Đây nè, để tôi coi nè. Con ơi, con mày tên gì vậy? Mới phút 23 mà bị ra rồi. Alo. Mập ơi mập. Bồ mày tên gì vậy mập? Bồ mày tên gì? Mi ơi mi, bồ mi tên gì? Ý ơi. Bồ mi tên Huy mập ngu như bò. Ý. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế. Lúc này tôi thấy ông ổn quá. Cái tôi lấy chiếc sushi bo tôi chạy qua bên hometown nha mọi người. Để tôi kiếm nhà con phi tiêu độc á. Thì tôi chạy tới đây á, thì tôi không thấy con ếch phi tiêu độc nào trơn mọi người. Nhưng mà tôi thấy cái con mũi á mọi người. Tôi thấy con mũi nè. Cái tôi dừng lại. Tôi mở cái bách khoa ra. Mà đâu phải đâu, cái tôi mở cái hình tích cho mọi người, tôi coi tôi bắt được bao nhiêu con mũi rồi.
bắt được 80 trên 200 con mũi nè, khoảng 120 con mũi nữa nè. Có 120 con mũi nè, làm sao mà bắt được, trời. Cái lúc này á, cái tôi dùng cái phép dịch chuyển thần thánh đó mọi người. Tôi về bên Cam Binh lại. Rồi xin mà tôi về tới Cam Binh đó mọi người. Thì tôi đi tới đây nè mọi người. Thế tôi gặp cái con chuồng chân thỏ mọi người. Cái tôi dí nó mọi người, tôi dí tôi bắt nó mọi người. Tôi dí nó xong tôi dí tới đây mọi người. Thế tôi gặp thêm một cái hộp kim cương. Ở đằng kia một cái, cái tôi thấy đằng kia có một con chuồng trường thỏ nữa. Cái tôi quyết định tôi bắt con này trước. Khi mà tôi bắt con này xong á, cái tôi định bắt con chuồng trường thỏ đằng kia, cái nó tiêu luôn mọi người. Cái mất tiêu luôn mọi người, cái tôi quyết định tôi xây qua tôi bắt hộp kim cương mất tiêu luôn. Ủa tôi bị ảo giác không mọi người? Ủa kì vậy? Ủa alo, hồi nãy thấy rõ ràng mà, ở đâu mất tiêu rồi? Gì kì vậy trời? Cái vậy cái tôi bỏ tôi qua bên cái khu mà lửa chạy đó chuyện mà tôi gặp con cóc ca mắt mọi người. Tôi bắt nó luôn, tôi gỡ lại chứ tôi ghét quá rồi. Vậy cũng được mọi người. Thì tôi cũng chưa bắt được Panama dân miệng mọi người. Thì tôi sẽ đợi đợt sau tôi phục hồi rồi. Bây giờ bắt mấy một ngày là không ra được Panama dân miệng, chỉ ra Panama thường thôi. Rồi bây giờ thì tôi sẽ ghép cái tường của bạn nha. Tôi sẽ ký tường nha. Bạn nào đã gửi lên tường tôi rồi, tôi sẽ ký tường mọi người nha. Chuyên mục ký tường bắt đầu nha mọi người. Đây người đầu tiên là ký tường em đi đúng không? Rồi ký tường luôn nha. Tường bấm vô. Tường vô lô đã đến. Cái này là tường vô lô đã đến chứ không phải là tường vô lô da đen nha trời. Rồi tôi sẽ ký vài người nha các bạn ơi. Thì chắc có lẽ là clip của mình đó đến đây là hết rồi mọi người. Thì các bạn nếu mà thấy hay á thì để lại cho mình một lượt đăng ký, một lượt like nha mọi người nhé. À cũng đừng quên là đăng ký cho bộ team của mình nha mọi người nhé. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở clip sau. Bye bye.